chào các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách chạy trép quách. Thường các bạn nghe chạy bass chứ làm gì có chạy trép. Đây là một cách nói vui và thật sự nó cũng đúng ha. Thông thường các bạn thấy là người ta chạy các câu bass, khi bạn điểm hợp âm cố ý làm sao chạy xuống nghe nó cũng đã. Nhưng mà với một vài cái cách làm như vậy hoài thì nghe nó cũng chán đúng không? Giọng ta thì đảo ngược lại, đáng lẽ các bạn chạy kiểu trên. Thì bây giờ chúng ta đánh cao ở trên lên. Ví dụ vậy, thì cũng nghe nó hay. Và trong cái vòng hợp âm mình hướng dẫn các bạn lấy từ một cái đoạn trong cái bài Something của ban nhạc lừng danh The Beatles. Thì cái vòng hợp âm của nó nghe nó rất là lạ tai và nó hoàn toàn có ý đồ. Thì chúng ta nghe thử để phân biệt thử nha bạn. Cái vòng hợp âm cơ bản này nó chỉ có 4 cái hợp âm thôi. Đầu tiên đô trưởng. Sau đó sẽ là đô trưởng 7. Bằng cách các bạn đang bấm đô trưởng nè, các bạn bỏ cái ngón trỏ này ra để nó có thành cái nốt đô ở đây thành nốt si. Và sau đó tới đô 7. Wow, hơi lạ nhỉ. Đô 7 và sau đó là pha trưởng. Đó. Thì bốn cái hợp âm này tại sao nó có cái ý đồ gì ở đây? Chúng ta hãy nghe lại kỹ bằng cách là các nốt cao ở trên đó. Các nốt để tạo ra cái giống như mình nói là cái nốt trép ở trên ha. Thì nó sẽ chạy theo cái kiểu là giảm dần lần nửa cung. Và để dễ các bạn có thể hình dung như thế này, chúng ta đầu tiên hợp âm đô, chúng ta sẽ nghe nốt đô này vang lên. Khi mà đô trưởng 7 đánh thì chúng ta nghe nốt si, giảm xuống nửa cung là tới si. Vang lên. Tới đô 7 thì bắt đầu là si giáng. Và cuối cùng là tới pha trưởng thì chúng ta nghe nốt la. Thì đó là chúng ta sẽ chạy cái câu trép của câu trép của chúng ta đúng không? Chạy giảm gần nửa cung xuống từ đô si si giáng la. Thì nghe nó lạ đúng không? Mình sẽ đánh chậm lại để bạn nghe nha. Đầu tiên chúng ta đánh đô nè. Từ đô xuống đô nghe lại nha. Đô rồi phải không? Tới si rồi phải không? Bây giờ chúng ta sẽ là đô 7 thì các bạn nghe cái nốt ở đây. Đô 7 thì đáng là đô trưởng, các bạn thêm cái nốt ngón út các bạn bấm ngay cho nó si giáng. Đô trưởng bấm thêm si giáng nữa. Là lúc đó chúng ta sẽ nghe từ si qua si giáng. Nghe lại ba hợp âm đầu nha. Và cuối cùng qua la qua pha trưởng. Thì lúc đó các bạn nghe cái nốt la này, thì từ si giáng qua la. Hãy nghe thử từ hợp âm này qua thôi nha. Thì bạn thấy rằng mỗi cái đánh giảm xuống nghe nó rất là lạ. Và nếu các bạn nói là ô tại sao ở đây lại có cái đô 7 nhỉ? Bởi vì vào hợp âm này cơ bản nó phải ship vô là đô trưởng. Trong cái vòng hợp âm đô trưởng thì các bạn đâu thấy đô 7, nhưng thực ra nó không sai các bạn. Các bạn áp dụng nó vô nghe nó hay. Và thật ra đô 7 là cái hợp âm dominant của cái pha trưởng. Pha, son, la, si, đô. Đô 7. Thì khi thí dụ các bạn đánh hợp âm pha trưởng thì chúng ta cái hợp âm 7 của pha trưởng là gì các bạn? Là đô 7. Thì ở đây mình đưa vô như vậy, ngoài cái chuyển nó về cái hợp âm pha trưởng nghe nó hay và nó có cái đồ giảm xuống dần. Và chúng ta sẽ đánh lại từ đầu nha các bạn. Hy vọng đây cũng là một cái để các bạn học tập, để sau này các bạn có thể áp dụng vô thử vài cái vòng hợp âm của bạn hát khác của bạn khi các bạn chuyển theo giảng giảm như vậy. Và khi đó chúng ta sẽ nhấn vào các dây bass nhiều hơn. Xin lỗi, mình nhấn vào các dây trép nhiều. Thấy không? Để các bạn tạo ra. Và đặc biệt nó hiệu quả nếu mà các bạn có đánh chung với một cái bạn khác và bạn kia thì tập trung đánh. Đánh cái dây bass nghe nó lớn hơn, còn bạn đánh vào cái tiếng trép và giảm như vậy thì nó sẽ rất là hiệu quả nha. Hãy nhớ ủng hộ Guitar for Freedom, ủng hộ Đăng Khoa và ủng hộ Amigo Guitar Shop nếu các bạn có nhu cầu mua đàn amplifier các loại. Shop mình cam kết với chất lượng và giá hoàn toàn tương xứng với số tiền các bạn bỏ ra nha.
Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Bye bye.